Lời Chúa, Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày 29 tháng 9 năm 2024. Xin cho con vững lòng cây Chúa, trong một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, trong một đời tin thác trong tay Ngài. Đô buồn lo đường đời Bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai, sự nghiệp này thất bại. Lời Chúa Chủ nhật thứ 26 thường niên ngày 29 tháng 9 năm 2024. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Ngày 29 tháng 9, hôm nay cũng là lễ Tổng lãnh thiên thần Michael. Gabriel và Raphael. Mình chúc anh chị em và các bạn một Chủ nhật vui, bình an trong lòng thư xót của Chúa bên gia đình, bạn hữu và những người thân. Mình chị em và các bạn chúng ta bắt tay chúc cho nhau ngày Chủ nhật thật là vui, thật là bình an trong lòng thư xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài đọc 1 5B Sách dân số chương 11 câu 25 đến câu 29. Bài trích sách dân số: Hồi đó Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông môi người lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi thần khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn nhưng việc đó không tái diễn nữa. Bây giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là Endat, một người tên là Medat. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến lều. Thần khí đậu xuống trên các ông, và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Moses rằng, Ông Endat và ông Medat đang phát ngôn trong trại ông george con ông nân từng theo hầu ông moshe từ hồi còn nhỏ lên tiếng nói với ông moshe thưa thầy xin thầy ngăn cản họ nhưng ông moshe trả lời anh ghen giùm tôi à phải chi đức chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ vì đức chúa đã ban thần khí của người trên họ đó là lời chúa chúa hoàn toàn ngày thắng làm hoàn hỷ cõi lòng luôn phát.

loài tình sâu loại ra trong mình cùng tính kiêu ngạo xóa tan đi đừng để vương vấn mới toàn bèn trong ta huấn lệnh chúa hoàn toàn ngày thắng làm hoàn hỷ cõi lòng mời anh chị em mở bài đọc hai trong thư của Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ chương 5 câu 1 đến câu 6. Bài trích thư của Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ Giờ đây hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các ngươi đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi. Đó là lời Chúa. Mời anh mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 câu 38 đến câu 43, câu 45, câu 47 đến câu 48. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo Đừng ngăn cản người ta Vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ Rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta Ai cho anh em uống một chén nước Vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô Thì thầy bảo thật anh em Người đó sẽ không mất phần thưởng đâu Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước thiên chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi lần đọc đến thư của Thánh Gia Cô Bê Tùng Đồ chương 5 câu 1 đến câu 6 là mỗi lần chúng ta thấy dường như Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Tại vì trong mình đều có máu là tham, ham. Thích giàu không? Thích tiền không? Thích. Ai cũng thích có tiền, ai cũng thích có giàu Mà biết bao giờ đủ không? À, mình thích giàu, thích tiền thì cũng được đi Nhưng mà phải biết khi nào dừng lại chứ Phải biết khi nào đủ chứ Chứ đâu phải cứ thích được, cứ thích hoài, thích hoài Mà tôi thấy dường như là những người làm giàu chả bao giờ đủ Hết dự án 1 đến dự án 2 đến dự án 3 rồi hết nhà hàng này đến nhà hàng hàng nọ hay nhà hàng kia rồi hết chuỗi uh, ngân hàng đến uh, ngân hàng này ngân hàng, hàng nọ ngân hàng kia có khi cái người nắm bốn năm chức vụ rồi bốn năm công ty đủ thứ hết sức đâu mà làm không có giờ mà đếm tiền chứ đừng nói gì khác đúng không ạ đúng không, không có giờ mà đếm tiền luôn có người họ làm mà cuối cùng họ không biết tài sản của họ có bao nhiêu và ở đâu cứ lao vào kiếm tiền lao vào kiếm tiền nên lúc đùng cái thư cha cầu nguyện cho anh ruột của con, anh làm giám đốc coi mấy cái công ty rồi bận quá giao hết mọi việc cho người phụ tá. Đến bây giờ thì người phụ tá lấy hết tài sản của anh ấy rồi nó trốn đi mất tiêu rồi. Bây giờ anh gọi lại tài sản mình chẳng còn gì hết. Còn thêm một đống nợ nữa, nợ ngân hàng. Cứ nhắm mắt vào ký, đâu có thời giờ coi đọc cái gì đâu. Cho nên vấn đề là giàu không phải là tội. Nhưng mà anh có biết đủ hay không? Và thứ hai nữa là làm giàu bằng cách nào? Đừng có bảo thư cha làm giàu cách này nhanh nhất là con nơi học lấy nghề cha. Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm như một năm ăn cướp gì? Có một đêm ăn trộm thôi bằng ba năm làm. <laughs> anh kia bảo có được cái cha, được được cái gì mà được. Thì thưa anh chị em, mình làm giàu mình kiếm tiền nhưng mà vấn đề là bằng cách nào cách chân chính thì không ai nói gì hết mà do cô bê cũng chẳng có trách móc gì cả nhưng mà vấn đề là gian lận giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai chúa các đạo binh mình làm giàu bằng cách là bóc lột sương máu người khác Mình làm chủ nhà hàng Rồi những nhân viên làm cho mình Mình bóc lột Người ta mua mua Mình bán Người ta mua hoặc người ta mua mình bán Lúc nào mình cũng lấy cái thế lời hết Bắt người ta gối đầu Anh bán thịt cho tôi Cô nuôi gà bán gà cho tôi anh có trứng bán cho tôi để làm nhà hàng. Thế thì Người ta đưa đến mình không có trả tiền ngay, trả một nửa thôi, để tháng sau phải đưa tiếp cho hàng đến rồi mới trả tiếp, cứ vậy cuối đầu, cuối đầu, cuối đầu. Khi người ta bị ứa đầu nhiều quá rồi, mình bắt đầu siết lại, và trả giá rẻ, người ta cũng phải mua bán cho mình thôi. Bóc lột của người ta, tôi biết có những người bóc lột người ta rất là nhiều. Rồi lấy tiền đấy dân cúng chỗ này, dân cúng chỗ kia được tiếng là mạnh thường quân, được tiếng là nhà tài trợ, đi đâu cũng được cung phụng, đi đâu cũng được đón tiếp rất là nồng hậu. Các đấng các bậc rất là nể vì vì đóng góp công đức nhiều, nhưng mà đằng sau cái sân sau là các người gian lận giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng các người, tiền lương của những người ấy đang kêu lên oán trách các người, tiếng kêu của những thợ ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. cách làm giàu mình không chân chính, cách làm giàu của mình là gian lận, là bóc lột, là chèn ép những người nghèo, rồi lấy cái đó mà đi làm công đức vô ích hết, một số không trước mặt Chúa, dù trước mặt người đời có thể mình đi đâu cũng được săn đón, đi đâu cũng được đón tiếp trọng vọng vì là ân nhân, nhưng mà trước mặt Chúa là con số không. Cái thứ ba, cái thứ ba nữa là các ngươi sử dụng đồng tiền đó để làm gì? Thứ nhất là ham vô độ, không biết dừng lại. Thứ hai là kiếm tiền một cách không có chính đáng, bóc lột người khác. Thứ ba nữa là sử dụng đồng tiền để làm gì? Thay vì mình chỉ là người quản lý, mình không phải là người chủ. Chú giao cho mình quản lý đồng tiền ấy thì phải sử dụng cho nó đúng Thứ nhất là lo cho bản thân mình, gia đình mình đương nhiên. Và thứ hai là dùng đồng tiền ấy để mà làm việc bác ái là thể hiện lòng thương xót, thực hành lòng thương xót, giúp đỡ chia sẻ người khác. Thưa anh chị em và các bạn, Việt Nam đang trong mùa bão lũ. Hết bão rồi tới lũ rồi tới lụt rồi mưa. Cứ liên tiếp liên tiếp mưa, bão, lũ, lụt để đều bị hư hết cầu công cũng hư hết rồi ngập nước úng hết ruộng lúa ruộng rồi, nào cũng hư hết trái cây tiêu tan hết nhà cửa cũng tiêu tan hết mình không biết thương không biết sót không biết lấy đồng tiền đấy ra mà giúp ngược lại các người đã sống xa hoa buông theo khoái lạc lòng các người được no đầy thỏa mãn đã kết án giết hại người công chính đấy mình sử dụng đồng tiền để làm những việc bất chính đó Kiếm tiền bất chính rồi đồ dùng đồng tiền cũng bất chính luôn Xa hoa, khoái lạc, thỏa mãn, hưởng thụ Vung tiền qua cửa sổ, nhất dạ đế vương Một đêm sống như là một ông hoàng Tiêu cả bạc tỷ, bạc tỷ Rồi lấy tiền cho những cái chỗ không chính đáng, không xứng đáng Gái gú cho bao nhiêu cũng chẳng tiếc Có những người gái cho gái bao nhiêu cũng chả tiếc mà công đức làm việc bác ái là việc thiện thực hành lòng thương xót thì một xu cũng không bỏ ra nghe đây nếu mà làm như thế nếu mà làm như thế hỡi những kẻ giàu có các ngươi hãy than van rên rỉ vì những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi nếu mà như thế nếu mà tham lam vô độ nếu mà kiếm tiền một cách bất chính và tiêu tiền không có trường mực mà không chính đáng chỉ lo hưởng thụ thì hãy than van rên rỉ vì những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi tài sản của các ngươi đã hư nát quần áo của các ngươi đã bị mối ăn vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ xét và chính rỉ xét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi câu này nghe rõ là những người giàu có này nó sẽ như lửa thiêu hủy sắc thịt các ngươi, như lửa thiêu hủy sắc thịt các ngươi, vàng bạc của bị reset là bằng chứng buộc tội nghĩa là sao? Vàng bạc nó bị rỉ là tại vì nó làm sao? À, nó biết có vàng mà nói hay vậy. À, để lâu quá, thay vì vàng bạc ấy lấy ra để mà chia sẻ giúp đỡ làm việc bác ái giúp cho người khác thì mình lại cất để dành cất để dành cất để dành lưu quá đến mức độ mà nó rỉ sét và đó là bằng chứng tố cáo ngươi rằng là ngươi không thực hành lòng thương xót, ngươi không biết chia sẻ cho người khác, ngươi không biết nghĩ đến người khác, không biết quan tâm đến người khác. Đó là bằng chứng tố cáo, không có chối được nữa, không chối được nữa để làm gì đến mức độ mà rỉ sét, giống như gạo. Bao nhiêu người đói không đem ra mà giúp gạo mốc hết lên. Đó là bằng chứng tố cáo anh. Mấy tấn bị mốc? Mười tấn. Chúa tôi bây giờ bao nhiêu người nghèo khổ đó không có mà ăn để mười tấn trong nhà tích trữ để mốc meo lên. Nói khi người ta đưa uh, gạo đến tiếp tế thì lấy gạo mốc đi đem cho tiếp tế. Rồi lấy gạo tốt để đem cất vào kho. Có không? nó sẽ như lửa thiếu hủy sắc thịt các ngươi các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này cứ lo mà tích trữ đi không biết chia sẻ cho người khác đi cho nên à, nếu mà không có gì thay đổi thì mùng 4 mùng 5 mùng 6 tháng 10 chúng tôi sẽ đi ra ngoài miền Bắc và đến à, cái làng mà bị vùi lấp ở như bùn là Bản đi bản nủ cái bàn nủ đến đó, đến tận nơi để chia sẻ, giúp đỡ và hiện diện với họ. Chúng tôi có tâm lòng, chúng tôi có lòng khao khát, thực hành lòng thương xót. Rồi Chúa sẽ có cách, Chúa sẽ thúc đẩy những tâm lòng để cùng với chúng tôi làm công việc đó. Tuần sau, hôm nay là 29, tuần sau là mùng 5, chúng tôi sẽ đi vào thứ sáu thứ bảy và chủ nhật ba ngày mùng mấy mùng bốn mùng năm mùng sáu vâng chủ nhật là mùng sáu với em ạ vâng bốn mùng năm mùng sáu chúng tôi sẽ đi và cảm nhận được rằng là chúa đồng hành với chúng tôi Nhưng tâm lòng sẽ mở ra những tâm lòng sẽ mở ra vì nghe bài của thư thánh gia cô bê tông đồ giật mình mỗi người hãy nhớ lại đi mình phải trả lẽ trước mặt chúa trả lẽ trước mặt chúa vì mình sử dụng đồng tiền không đúng mình kiếm tiền cũng không đúng sử dụng cũng không đúng và cũng không bao giờ biết dừng lại cho đủ ba cái đó mình phải trả lẽ trước mặt chúa vậy thì đây là cơ hội tốt nhất để những anh chị em mà đang dính vào cái đó Hãy mở lòng ra Để mình có thể thanh thoản nhẹ nhàng trước mặt Chúa Lạy Chúa con là người quản lý Chúa ban cho con như thế nào Con sử dụng như thế nào Bây giờ đây con trình diện trước mặt Chúa Con trả lẽ trước mặt Chúa Thường những người mà không được như vậy Nó lại có cái như thế này thưa anh chị em Người giàu ra như thế Vậy có phải những người nghèo Mình đã là ngon chưa có phải người nghèo là mình không bị kết án không, chỉ có bị người giàu bị kết án không? Không, chưa chắc. Vì anh nghèo, anh không có tiền, nhưng mà lòng anh vẫn tham có. À, lòng anh vẫn là khao khát, thèm thuồng như là mong muốn là mình cũng có tiền, cũng được giàu có như thế. Anh chẳng còn nghĩ gì khác chỉ muốn nghĩ đến kiếm tiền, có tiền mà thôi. Dù anh đang nghèo, nhưng mà cái lòng anh cũng vẫn tham vậy Đúng không ạ? Và khi anh thấy người khác hơn anh Là anh để sinh lòng gì? Ghen ghét, ghen tị và đố kỵ Và thưa anh chị em Bài đọc 1 Và bài tin mừng ngày hôm nay Cho chúng ta thấy rõ điều đó Bài đọc 1 là trong sách dân số Và tin mừng theo Thánh Mắc Cô Cho chúng ta thấy rõ Cái chuyện là ghen tị Vì thấy người khác hơn mình nó giàu hơn tôi, nó đẹp hơn tôi, nó khỏe hơn tôi, nó quyền hành hơn tôi, cái gì nó cũng hơn tôi là tôi không chấp nhận được. Mặc dù cái ông giàu đó ông có lấy của anh đồng nào không anh nghèo, ông đâu lấy của anh đồng nào đâu mà tại sao anh lại ganh tị với ông ấy, anh ghét ông đó. Tại vì nó hơn tôi, tại tôi không có, vậy thôi. Anh chị em thấy không ạ? Thế là chả đụng gì đến mình cả. Nhưng mà cứ thấy người ta hơn mình Là mình không chịu được Cho nên trong Kinh Thánh Có khá nhiều chuyện kể về sự ganh tị mà Lại xuất hiện ở những thời điểm Quan trọng trong lịch sử dân chúa Thí dụ anh chị em thấy cái Đầu tiên là ai ganh tị với ai Rồi giết luôn người đó Ông nào với ông nào Ngay từ đầu Ai Cain và Abel Cain và Abel Vì Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông Còn Ca-in và lễ vật của ông Thì người không đoái nhìn Cho nên Ca-in ghen tị Ghen tức và giết em của mình Trong sách viên số chương 4 Câu 4 đến câu 5 Chúa hỏi Ca-in Em của người đâu Chúa hỏi Ca-in em người đâu Tôi đâu có giết em của tôi Máu của a Đã thấu lên tới trời Người vì ghen tị ghen tức Mà đã sát hại aben em của mình. Rồi đến câu chuyện thứ hai là câu chuyện của ông gì có 12 người con. Ông nào bị ghen tị bị bán ra ngay Cập ông gì? Ông gì? Ông Joseph. Jacob có 12 người con, trong đó xe thì được cha mình cưng hơn, thương hơn. Cho nên 11 anh em kia ghen tị, ghen tức và muốn giết xe rồi cuối cùng thay vì giết du xe thì bán du xe cho những người buôn nô lệ và du xe bị bán sang Ai Cập. Trong sách Sánh Thế chương 37 câu 4. Đó là hai câu chuyện. Và câu chuyện thứ ba mà anh em thấy là vua Saul. Vua Saul tìm cách giết ai? Giết ai mà hạ được ông khổng, ông khổng lồ Goliath? David. Saul ghen tị với David và tìm cách giết David vì sau khi mà David thắng được tên khổng lồ Philistin là Goliath như vậy thì dân chúng ca tụng David và vua Saul tự nhủ thế này người ta cho là David giết hàng vạn còn ta chỉ giết có hàng ngàn thôi vậy thì nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa đó thôi từ đó về sau vua Saul nhìn David với con mắt ganh tị 1 Samuel chương 18 câu 8 đến câu 9 Và sau luôn luôn tìm cách giết David Chỉ vì ganh tị Chỉ vì đố kỵ Rồi anh chị em đọc trong bài đọc 1 Chủ nhật thứ 26 thường niên năm B hôm nay Cũng thấy hai trường hợp cụ thể Về sự ganh tị ở trong cộng đoàn dân chúa Trong bài đọc 1 giô yêu cầu môi xê là ngăn cản En-đát và Mê-đát nói tiên tri. Ông En-đát và ông me đát đang phát ngôn trong trại kìa. Ông giô con ông nân từng theo ông môi từ hồi còn nhỏ lên tiếng nói với môi xê Thưa thầy xin thầy ngăn cản họ đi. Ngăn cản đi không cho nói. Còn trong bài tin mừng thì Gioan cũng xin Chúa giê su ngăn cản những người không thuộc nhóm mà dám trừ quỷ. Nhân danh Chúa. Doan nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, đọc qua những câu chuyện ganh tị ở trong kinh thánh, cựu ước lẫn tân ước, chúng ta thấy ganh tị thường xuyên có mặt trong đời sống dân Chúa nói riêng và cả xã hội loài người nói chung, không phân biệt. Và ganh tị ấy cũng là nguồn gốc của nhiều tội lỗi và của đau khổ. Cái người mà ganh tị người khác có sướng không? Ăn không ngon, ngủ không yên. Anh nghèo này mà cứ nhìn thấy nhà giàu này mà nó đi xa hơi là anh đạp cái xe đạp là anh chịu nổi không? À, rồi anh ngồi anh gặp một củ khoai lang mà thấy anh ngồi, ăn ngồi nhà hàng năm sao anh chịu nổi không? rồi cái bà kia và thấy bà này bà ấy đeo vàng uh, kim cương hột xoàn nóng áo ánh và còn bà ngồi góc kia uh, mà cái áo rách không có cái gì đeo bà có chịu nổi không cũng không chịu nổi thấy người ta giàu hơn mình mình không chịu được cô kia thấy cô đen đẹp hơn cô cô có chịu nổi không tại sao Tại mình xấu mình chịu được Mà cô có làm gì cô không Không cô đâu có làm gì cô đâu có. cái đẹp nó đâu có đụng gì đến cô đâu nhưng mà tại vì nhìn mình không chịu được cho nên là nguồn gốc của đau khổ và cũng là nguồn gốc của tội lỗi Cái tìm cách giết Abel anh em tìm cách giết uh, bán du xe Saul tìm cách giết David rồi uh, Joan thì tìm cách ngăn cản cái người mà nhân dân chú mà trừ quỷ mà lại không theo nhóm mình vân vân trong cho nên không lại gì thương chị em và các bạn khi hội thánh xếp ganh tị là một trong bảy mối tội đầu Liệu sự ganh tị có mặt trong đời sống chúng ta không và làm sao để mà có thể vượt qua? Có không? Có. Không? Có. Tôi cũng phải thú nhận là có. Thấy người ta giảng hay hơn mình có chịu được không? Nó cũng đi tu như mình cùng lớp với mình bây giờ lên làm giấc mục mình chịu được không? Ờ. À, Nó cũng cùng lớp với mình bây giờ lên làm bề trên mình mình chịu được không? Không. Nói tịnh này sinh lên ha. Rồi thấy cái phòng của mình nhỏ hơn phòng cũng ở trong chủ viện hay là ở trong nhà dòng Phòng của mình nhỏ hơn phòng của nó chịu được không? Rồi bề trên đi động cho nó đi còn mình không cho mình đi mình có chịu được không? Ở cũng không luôn. Cho nên ganh tị là sự giận dữ vô lý trước thành công của người khác Thánh Tô Kino nói như vậy Anh chị em nghe này Ganh tị là sự giận dữ vô lý trước thành công của người khác Giận dữ vô lý Tại vì họ có làm gì mình đâu Mà thấy là hơn mình mình chịu cũng được à Có sự giận dữ chính đáng Như là Đức Giêsu lúc nào Lúc mà Ngài nổi giận Vì người ta buôn bán ở trong đền thờ Ngài xô đổ vào Những cái bàn đổi tiền rồi Lấy roi đuổi những người trong đền thờ ra Đang buôn bán ra Còn ganh tị là sự giận dữ vô lý nó vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí có những người đi tạt axit về người khác thấy nó đẹp hơn mình nên nó xịt tạt không còn lý trí nữa nếu mà lý trí bình thường không thể làm mà anh mình giết em mình được, Cái anh giết Aben được nhưng mà vì cái sự ganh tị nó làm cho mình lu mờ cái lý trí của mình rồi vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí rồi cho nên mình cứ hành động theo cái cảm tính của mình, tức giận của mình mà thôi và thưa anh chị và các bạn ganh tị như thế thường gắn với tham vọng ích kỷ ta muốn mình phải hơn người khác. vì thế khi mà người khác thành công, dường như là mình thấy mình thất bại. người ta thành, người ta thành công đâu có đụng đến mình đâu nhưng mà thấy người ta thành công thì có vẻ như là mình thấy mình thất bại vì mình không làm được như họ. khi người ta thấy họ lớn hơn thì như là như thử là thấy mình bé đi, thấy người ta đẹp hơn thì như thử mình thấy là mình xấu đi. vì thế mà sinh ra bực bội giận dữ khâu có và khó chịu Doan là một trường hợp điển hình tin mừng nói ông ấy đến thưa với đức giêsu thưa thầy chúng con thấy có người lấy nhân danh thầy mà trừ quỷ chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta thưa anh chị em và các bạn tông đồ Doan đấy người mà được chúa yêu thương đấy yêu thương đấy cũng là người có tham vọng Ông và các anh em trong nhóm môn đệ từng cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Rồi hai ông Gioan và Jacobe còn đến xin là một người ngồi bên tả, người ngồi bên hữu Chúa, các tông đồ vừa phải thôi nhưng mà ấy đấu chịu được. Và nguy hiểm hơn nữa thưa anh chị em và các bạn, nhiều khi tham vọng ấy lại khéo léo ẩn mình dưới vẻ bề ngoài nhún nhường và khiêm tốn Đức Thánh Cha Francisco nói thế này Bằng lời nói Chúng ta nói rằng mình muốn phục vụ Thiên Chúa Và tha nhân Nhưng trên thực tế Chúng ta phục vụ cái tôi của mình Và chúng ta chiều theo mong muốn Là được xuất hiện, được công nhận Được đề cao Khi Yusei yêu cầu Moses cấm Endat và Medat nói tiên tri Thì Moses trả lời Anh ghen dùm tôi à phải chi chú ban thần khí trên toàn dân của người để tất cả họ đều nói tiên trí rồi khi mà Gioan xin Chúa Giêsu ngăn cả những người không ở trong nhóm mà lại dám nhân danh Chúa mà trừ quỷ thì Chúa cũng trả lời sao Chúa mà ờ đúng rồi đúng rồi không cho nó không Chúa nói đừng ngăn cả người ta ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta nhớ ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta thưa anh chị em hai câu trả lời của Muse c và chúa giêsu đều cho thấy các ngài có tầm nhìn rộng lớn hướng đến lợi ích chung của mọi người thay vì chỉ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân của phe nhóm mình lập luận quen thuộc ở đời là chúng ta vẫn nói ai không ủng hộ chúng ta là chống đối chúng ta không theo ta là chống ta cho nên phải giật yeah. cho nên ai không giống mình ai không ở dưới quyền thống trị của mình Ta sẽ loại trừ những người đó Như loại trừ những người không giống mình Bằng bất cứ phương tiện nào Chúa Giêsu lại nói khác Ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta Từ đó thưa anh chị em và các bạn Dẫn chúng ta đến một thái độ Thay vì loại trừ thì mình hãy đón nhận Thay vì mình loại trừ thì hãy mời gọi cộng tác vì lợi ích chung thay vì tập trung vào quyền lợi cá nhân quyền lợi của phe nhóm thì hãy nghĩ đến lợi ích chung của cộng đoàn chúng ta thấy được là hướng đi ấy giúp mình vượt lên trên sự ghen tị phải có lý tưởng lớn hơn con người và cuộc đời nhỏ bé của mình và chúng ta hiến thân cho lý tưởng đó bất cứ ai và bất cứ điều gì góp phần cho lý tưởng đó đều được chúng ta đón nhận Chúng ta làm công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa Tông đổ lòng thương xót Chúa Đây là nhóm khát vọng Đây là nhóm tín thác Thứ cha con thấy nhóm... Anh em khát vọng có thể nói là Con thấy tín thác nó cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa được không Tốt chứ Con tín thác bảo Thứ cha khát vọng họ cũng làm giống mình Tốt chứ Rồi thấy ở chỗ xứ này Ở chỗ nọ chỗ kia Người ta cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa Mình không cho Rồi, nó không thuộc phe mình thì không được loan truyền lòng thương xót Chúa à? Ai phải trong hội đoàn của mình, hội lòng thương xót Chúa của mình mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa à? Ai phải có phù hiệu như mình, ai phải có danh sách thì mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa à? Họ đâu có chống mình đâu, mà tại sao mình chống người ta? Tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có người chống đối, có người phản đối. Ủa, anh cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa, anh cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa và Chúa dạy mọi người chúng ta hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thế thì tại sao mà anh lại chống đối tôi? Tại vì anh nổi hơn tôi, thì vì anh làm hay hơn tôi, vì anh thu hút người ta nhiều hơn tôi. Vậy thì phải tạ ơn Chúa chứ. Vì như vậy thì nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa phải chúc mừng anh chứ. Chúc mừng anh, anh làm như vậy thì nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, mừng cho anh. Chứ đâu phải vì thấy người ta người thu hút người ta được nhiều người biết đến lòng thương cho Chúa Rồi mình đưa mình ganh tị, mình khó chịu Rồi thấy người ta hoạt động mạnh hơn mình, mình cũng khó chịu Ai không chống mình là ủng hộ mình mà Cùng đi loan truyền lòng thương cho Chúa mà Nắm tay nhau mà đi loan truyền lòng thương cho Chúa chứ Cùng với nhau mà tiến bước chứ Tại sao lại, 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 lại lấy cái dây răng để cho người ta té Tại sao lại lấy đá ném cho người ta bị uh, bêu đầu Tại sao lại lên mạng mà xỉ vả rồi đủ thứ khác Thưa anh chị em Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi một người chúng ta Tôi cũng xét mình lại Trong tôi cũng như anh chị em Cũng đầy những máu ganh tị Đầy những máu đố kỵ Chẳng ai muốn người khác hơn mình Ai cũng nghĩ rằng là vì vinh danh Chúa Nhưng mà thực sự ra Coi chừng chúng ta làm vinh danh mình Danh tôi cả sáng Nước tôi chỉ đến Ý tôi thể hiện Chứ không phải như lời kinh đại cha Mà chúng ta vẫn đọc Xin cho nước cha chỉ đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cho con biết tiêu hao chính mình và không mong chờ phần thưởng nào khác hơn là biết rằng con đang thi hành thánh ý Chúa. Mình xin và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh con kinh mên chua trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lây chua trong linh hồn con song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chua cho thật được thì xin chua ngữ vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như chua đã ngữ vào thật thì con xin nậm lấy, cùng hợp làm một cùng chua cho chọn xin Chúa chờ đề cho con lìa bò Chúa bao giờ. AMEN Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. chẳng một đời tin thao trong tay chúa xin cho con vững lòng cây chúa. chẳng một đời tin thao trong tay ngài như người con hoàng đàn nay tìm về bên chúa lòng một lòng tin thác vào thiên chúa từ bi Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. đây con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. đây con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa. đây con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa.